phanh rít lên. Đoàn tàu chở hàng 6.200 tấn đang cố gắng dừng lại. Hai người đàn ông điều khiển tàu máy kinh hãi nhìn theo đường ray trước mắt. Họ biết mình sẽ không dừng lại được đúng lúc. Vì vậy, người chỉ huy tàu đã làm điều không thể tưởng tượng được. Ngày 12 tháng 5 năm 1998, đó là một ngày nắng đẹp ở Lafayette, Indiana. Cotilla Marshall, bà mẹ bốn con quyết định đây là thời điểm thích hợp để làm vườn. Cô ra sân sau và chăm sóc hoa, để lại cô con gái 19 tháng tuổi Emily với anh trai. Trời ngày càng nóng hơn và cô Marshall thì lại càng say mê với công việc của mình. Trong khi đó, Robert Moore và Rod Lindley đang ngồi trong khoang của một đầu máy xe lửa chạy chậm nhưng chắc qua vùng Indiana yên bình. Moore là người chỉ huy tàu, còn Lindley là kỹ sư của ông. Họ đã làm việc cùng nhau để mưu sinh. Hôm đó, lịch trình vẫn tẻ nhạt như thường. Hai người nói chuyện một cách lười biếng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhưng họ vẫn để mắt đến đường đi. Phía trước là thị trấn Lafayette và họ phải đảm bảo rằng lối đi được an toàn. Ngay trước khúc quanh của đường ray, Lindley giảm tốc độ xuống 42 km/h theo quy định. Trong khu dân cư, thỉnh thoảng động vật và người cũng xuất hiện trên đường ray, do đó đoàn tàu phải di chuyển chậm để có thể dừng kịp thời. Người chỉ huy và kỹ sư trở nên thận trọng, bật chuông cảnh báo và đèn nhấp nháy, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh. Họ phải băng qua 20 con phố trên một đoạn đường dài 5 km. Dù đã đi qua thị trấn này hàng trăm lần, nhưng họ vẫn rất lo lắng và sự cẩn trọng đã được đền đáp. Khi đầu máy lượn qua khúc cua, Lindley đã nhìn rõ con đường phía trước. Ông thấy một vật bé nhỏ trên đường ray chỉ cách đoàn tàu vài chục mét. Tila Marshall bận rộn làm vườn quên cả thời gian trong vài giờ rồi mới chịu nghỉ ngơi. Cô đứng dậy phủi bụi bẩn, tháo găng tay, lau mồ hôi trên trán rồi vào nhà lấy cốc nước. Nhưng rồi cô chợt nhận ra có gì đó không ổn. Sao yên tĩnh quá vậy? Điều này chưa bao giờ xảy ra, đặc biệt là khi có Emily. Bé rất tinh nghịch và sôi nổi, giống như bất kỳ đứa trẻ mới biết đi nào. Tila lao vào nhà và nhìn thấy con trai mình, vốn được cho là ở cùng Emily, đang ngồi một mình. Và rồi cô nghe thấy tiếng còi tàu. Ở các thị trấn và thành phố, còi tàu bị cấm, nhưng Rod Lindley vẫn thổi còi, thứ mà ông cho là chú chó ở trên đường ray xe lửa. Đồng thời, ông nhấn phanh để tàu từ từ dừng lại. Tuy nhiên, ông cũng biết mình không thể dựng cỗ máy hạng nặng này quá đột ngột. Có 96 toa phía sau đầu máy và một số toa chứa khí dễ cháy. Nếu đoàn tàu dừng lại quá gấp trong khi một số toa vẫn đang ở trên khúc cua, nó có thể bị lật, dẫn đến thảm họa khủng khiếp. Vì vậy, Lindley đã phanh cẩn thận và tiếp tục thổi còi. Sau đó, người bạn đồng hành Robert Moore khi đang cố phân biệt vật thể đó là gì, thì mặt ông tái nhợt, đôi mắt mở to. Đó là một em bé, ông thét lên. Quả nhiên khi bóng người trên đường ray ngẩng đầu lên và quay về phía đoàn tàu đang chạy tới, thì cả hai đều nhìn thấy. Đó là một đứa trẻ, khoảng hơn 2 tuổi mới chập chững đứng trên đôi chân mũm mĩm kia. Tila sững sờ đứng ở cửa. Đường ray chỉ cách đó vài dãy nhà và có thể nhìn thấy thấp thoáng từ hiên nhà cô. Tiếng còi càng lúc càng lớn và điên cuồng hơn. Dù đầu óc đang thúc giục nhưng cô không thể bước một bước nào. Tila kinh hoàng đờ đẫn người và lắng nghe tiếng tàu rít lên từ phía xa. Cô vẫn hy vọng tiếng còi không phải là vì con mình. Nhưng tận sâu bên trong, cô đã linh cảm được điều chẳng lành. Ngay khi Moore thốt ra điều kinh khủng ấy, Lindley đã đánh liều, đạp phanh khẩn cấp. Các toa tàu bắt đầu va vào nhau, từ từ dừng lại. Quá chậm. Con tàu sẽ cần thêm 200 mét nữa để dừng hoàn toàn. Nhưng cô bé chỉ cách đó có 100 mét. Nếu bé không rời khỏi đường ray ngay lúc đó thì chẳng có gì có thể cứu được em. Khi đoàn tàu đến gần hơn và bé gái vẫn ở trên đường ray, Moore giật tung cánh cửa bên trái của đầu máy, bước lên lan can bên ngoài và băng qua phía bên kia, ngồi ngay sau máng gạt tuyết của đoàn tàu. Ông không biết mình hy vọng sẽ làm được gì mà chỉ biết mình phải hành động. Ông hét lên và xua đứa bé ra khỏi đường ray. Thật kỳ diệu, có vẻ hiệu quả rồi. Em bé lăn sang một bên đường ray. Nếu bé nằm đó thì có lẽ cái máng gạt tuyết đã đi qua đầu bé. Nhưng thay vào đó,
bé bắt đầu đẩy người từ phía sau để đứng dậy. Điên cuồng và sợ hãi, Mô bám vào lan can bằng một tay và dang rộng chân phải về phía trước hết mức có thể. Bé ở trên đường đi trực diện của máng gà tuyết và ông chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu bé khỏi cú đấm. Chỉ còn chục mét nữa trước khi tàu đến và Mô đang tuyệt vọng, mong rằng chân của mình đủ dài. Đúng vậy. Trong một chuyển động nhanh và mạnh, Mô đã đá em bé sang một bên, dùng chân đá vào lưng khi bé đang đứng và chống tay xuống đất. Cú đá khiến bé ngã nhào khỏi đường ray. Khi nhìn kỹ, Mô thấy bé bị đập đầu vào đá, nhưng còn hơn là bị máng gạt kia xén qua người. Ông nhảy xuống tàu và chạy đến bên bé gái. Bé đang ngồi khóc trên tảng đá, người hơi bầm tím, nhưng cũng không hề hấn gì, và chắc chắn còn sống. Cuối cùng thì đoàn tàu cũng dừng lại sau lưng Mô. Ông ôm cô bé vào lòng và dịu dàng dỗ dành bé. Bé gái cũng ôm chặt lấy ông. Chắc hẳn ai đó đã gọi xe cấp cứu vì xe đã tới gần đường ray rồi. Mô vừa trò chuyện vừa ôm bé gái vào lòng và đi về phía đầu tàu. Tại đó, các nhân viên cứu hỏa đã đỡ lấy bé và giao cho nhân viên cấp cứu. Ngay lập tức bé được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cảnh sát đã đến thị trấn để tìm bố mẹ em. Không mất quá nhiều thời gian vì Tila Marshall đang run rẩy đến gặp họ. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và đôi mắt thì đỏ hoe. Cảnh sát trấn an và cho biết cô bé vẫn ổn, nhưng họ cần chắc chắn rằng đó là Emily. Tila nhận ra con gái mình qua mô tả và gần như ngất xỉu vì hết hồn. Sau khi kiểm tra tàu và nói chuyện với cảnh sát, Robert Moore và Rod Lindley tiếp tục lên đường. Họ vẫn còn hành trình phía trước. Buổi tối khi trở về nhà, Moore thấy gia đình đang đợi mình ở trước hiên. Họ bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt ngay khi nhận ra ông. Hóa ra, hành động anh hùng của Moore đã được chiếu trên TV và ai cũng biết đến việc làm của Moore. Cô bé Emily vẫn ổn và trở về với mẹ vào ngày hôm sau. Một tuần sau, Robert Moore đã tự mình đến thăm nhà Tila Marshall. Khi sự việc vừa xảy ra, ông đã cho rằng cô là người vô trách nhiệm và rất tức giận. Nhưng rồi bản thân là một người cha, ông nhớ ra rằng trẻ con thì có thể tinh nghịch đến thế nào. Sau khi biết được danh tính của vị khách, Tila Marshall đã ôm ông chân thành và nồng nhiệt để cảm ơn. Còn với Emily, người đã được cứu khỏi lưỡi hái tử thần, bé nở nụ cười khi được ông Moore bế vào lòng. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!